Hyundai Tucson xả hàng tại đại lý, giá bằng xe sedan hạng C. Sau khi thị trường ô tô sụt giảm mạnh vào tháng 4 do dịch COVID-19, các đại lý thi nhau giảm giá bán, Hyundai cũng được xả hàng giảm giá mạnh ngang giá xe sedan hạng C. Theo khảo sát, giá xe Hyundai Tucson đời 2019 được một số đại lý giảm tới 60 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe đời này còn tồn kho rất ít nên không phải ai cũng mua được. Trong khi đó, phiên bản Tucson đời 2020 có nhiều mức giảm khác nhau, dao động từ 20 đến 35 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý chỉ tặng gói quà tặng trị giá lớn khoảng 40 triệu đồng mà không giảm tiền mặt. Hyundai Tucson hiện bán ra thị trường 4 phiên bản với giá từ 799 đến 940 triệu đồng. Xe được TC Motor lắp ráp và phân phối với cả máy xăng và máy dầu. Trong tháng 4 vừa qua, chỉ có 277 xe Tucson đến tay khách hàng Việt, cộng dồn 4 tháng đầu năm 2020 là 2.094 xe. Kết quả này khiến Hyundai Tucson tụt xuống vị trí xe bán chạy thứ 3 trong phân khúc CUV tháng 4 năm 2020 hạng C, sau 3 tháng liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Mazda CX-5 hay Honda CR-V để giữ vị trí đầu tiên. Hyundai Tucson nâng cấp chính thức ra mắt thị trường từ tháng 6 năm 2019. Kích thước dài rộng cao lần lượt của Hyundai Tucson lần lượt là 4480, 1850, 1665mm và chiều dài cơ 2670mm. Tổng thể diện mạo bên ngoài của Tucson được xem là cân đối, hài hòa, hợp với các gia đình trẻ. Không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng với bố trí hợp lý. Vô lăng ba châu tích hợp các nút điều khiển, cửa gió điều hòa với các thanh ngang song song đặt ở nhiều vị trí giúp làm mát nhanh và tốt nhất. Mẫu xe Hàn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng chính giữa 8 inch tích hợp Apple CarPlay, điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn tự động, cốp điện tự động, gương chiếu hậu chống chói, sạc điện thoại không dây, kết nối Bluetooth, radio FM, AM/AM, USB, hệ thống âm thanh 6 loa, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.